Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong đó có thể nhận thấy có 10 điểm mới đáng chú ý về chính sách đất đai. Làm thế nào để không lãng phí tài nguyên đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi sửa đổi luật đất đai? Trong bối cảnh thời gian qua, nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất ở khu vực nông thôn bị thu hồi nhưng chưa hài hòa lợi ích cho người nông dân, đất nông nghiệp thì bị bỏ hoang. Và làm thế nào để thực sự biến đất nông nghiệp thành nơi gia tăng giá trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo đời sống ổn định cho những hộ có đất bị thu hồi thực hiện các dự án? Điều này rất cần các địa phương quan tâm giải quyết, và thực tế thì trong thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện những dự án đang thực hiện thành công việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân. Người dân có ổ chỗ ở mới và đời sống sản xuất cũng không bị xáo trộn, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Căn nhà của gia đình bà Hằng. Đây là một trong số những căn nhà được xây mới tại khu tái định cư để nhường đất cho dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận xã Trung Thành. Để thực hiện dự án, người dân đã bàn giao mặt bằng đất ruộng và đất ở từ năm 2020 và các nhà thầu đã nhanh chóng có mặt bằng để triển khai thi công. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân là bố trí đất tái định cư cho bà con với giá hợp lý. Họ đất nhà tôi thì quy như là nhà nước thu hồi hết, rồi thay về khu đất đây. Ở đây thì đây là đất, ở đây là tôi hai lô, lô của con trai, phía đây là lô của vợ chồng tôi. Dưới đây là mình mua nhưng mới giá tái định cư chứ không phải là cái giá theo cái giá đấu thầu đâu anh ạ. Và giá tái định cư thì 90 triệu là 150 mét vuông thôi, là 6 mét mặt đường với dòng dài 25 đó. Còn về công an việc làm, những hộ dân như bà Hằng không bị thu hồi đất sản xuất toàn bộ, mà vẫn được giữ một phần diện tích đất lúa để canh tác. Dù ruộng vẫn bị chức của anh ạ. Chung là hai vợ chồng nhà nông từ cả chứ không có về cái làm việc gì cả, thì nói chung không thay đổi. Cái đi làm là thì làm nhà nông thì trước mình ở trên đó thì trên thôn 4, mà bây giờ mình xuống thôn 5 thì đi làm nó hơi xa, nhưng mà cái đường xá này dễ đi thì nói chung cũng không vất vả, thì không có cản trở gì. Xã Trung Thành có khoảng 500 hộ thuộc diện bị thu hồi đất để phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tới nay tất cả các hộ đã nhận bồi thường và nhường đất cho việc thực hiện dự án. Có được kết quả này là nhờ sự chủ động công khai các thông tin hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa chính quyền địa phương và người dân. Trước khi công khai giá bồi thường, giải phóng mặt bằng thì chúng tôi có cái việc mà kiểm kê, kiểm đếm và thống kê và công khai niêm yết tất cả những cái cơ sở vật chất từ nhà cửa, vườn, ao, cây cối của bà con nhân dân. Từ đó là tạo cái đồng thuận của nhân dân, cho nên là nhân dân cũng hết sức là ủng hộ cái việc mà nhận cái bồi thường giải phóng mặt bằng của Đảng và Nhà nước. Cũng rất ít hộ mà bị thu hồi cả diện tích đất nông nghiệp và cả diện tích đất đỡ, thì những cái hộ mà bị thu hồi đất nông nghiệp thì đối với huyện thì bây giờ các cái nhà máy thì cũng là được quy hoạch và phát triển là mới mật độ rất là dày. Tuy nhiên nên là cái việc mà bố trí công ăn việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp thì hoàn toàn là bảo đảm để họ ổn định đời sống. Tới nay tại Nông Cống, Thanh Hóa đang thực hiện hai dự án lớn có thu hồi đất của người dân là dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án hệ thống tiêu úng vùng 3 của huyện. Với tổng số hơn 3.000 hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất, thì gần 100% số hộ đã bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công. Việc tuyên truyền và công khai phương án thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng được làm công khai đã tạo tiền đề quan trọng để các dự án có mặt bằng sạch, thi công đúng tiến độ. Và người dân thì nhận được phần hỗ trợ bồi thường hợp lý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030, qua đó hướng tới mục tiêu xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, khai mở các thị trường lĩnh vực mới có tiềm năng, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu trên, chương trình đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm: phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn, hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý. Cuối cùng là nâng cao vai trò của Hiệp hội Ngành hàng
và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn. Theo chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân từ 6 đến 7% một năm trong thời kỳ từ 2021 đến 2030, trong đó giai đoạn từ 2021 đến 2025 tăng từ 8 đến 9% một năm, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 tăng từ 5 đến 6% một năm. Để khởi động cho việc xuất khẩu bưởi sang Mỹ, hôm nay 28 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Như vậy, bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau các loại trái cây đó là xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Mỹ là thị trường lớn đầy tiềm năng đối với các loại hoa quả tươi xuất khẩu của Việt Nam. Mỗi năm nhu cầu tiêu thụ trái cây tại nước này lên tới 12 triệu tấn. Sản xuất trái cây tươi nội địa của Mỹ hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% còn lại, tương đương khoảng 3,6 triệu tấn, phải nhập khẩu. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có 105.400 ha trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn, với các giống bưởi đa dạng, đặc trưng cho từng vùng miền. Riêng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 ha, với sản lượng khoảng 369.000 tấn. Đây là dư địa và cơ hội rất lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và bưởi tươi nói riêng để tiếp cận thị trường Mỹ. Theo quy định của Mỹ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ, APHIS, và phải được kiểm tra giám sát định kỳ trong suốt vụ bưởi. Các lô hàng bưởi tươi xuất khẩu phải được xử lý chiếu xạ giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trong đó, phần khai báo bổ sung phải ghi rõ lô hàng không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật và được sản xuất theo phương pháp tiếp cận hệ thống. Thưa quý vị, những năm gần đây, thời tiết bất thuận không theo quy luật nhiều năm trước nên các hình thái mưa lũ, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn. Với sự thay đổi thời tiết như thế này dễ gây ra thiệt hại cho những người làm nông nghiệp, nhất là những cơn mưa trái mùa tại các tỉnh miền Nam khiến sâu bệnh hại cũng như là việc điều tiết nước để phục vụ cho nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, đến nay lượng mưa trung bình năm 2022 tại Đồng Nai đã cao hơn những năm trước khoảng 11%. Năm 2022, mùa mưa ở tỉnh này dự báo sẽ còn kéo dài đến đầu tận tháng 12, sau đó là mùa khô. Trong khi đó, số liệu của Công ty Khai thác Thủy lợi Đồng Nai cho thấy, hiện nay dù đã là cuối tháng 11, nhưng địa phương vẫn liên tục có mưa vừa và mưa to. Điều này khiến mực nước trên các hồ thủy điện ở địa bàn tỉnh Đồng Nai lên cao, có nơi vượt qua dung tích thiết kế, nên các hồ đang phải xả lũ để điều tiết. Để ứng phó với những diễn biến khác thường của thời tiết, tới đây, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp để đẩy mạnh tuyên truyền về mưa trái mùa trong mùa khô 2022-2023 và các loại sâu bệnh thường xuất hiện. Khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi thông tin diễn biến thời tiết, đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư nhằm xử lý sớm sâu bệnh tại các vườn cây ăn trái.